Ngày 24 tháng 3 tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã tổ chức phát động trồng cây cảnh quan gắn với phát triển du lịch. Tham gia có các đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn. Giống cây trồng là cây hoa mai anh đào do huyện Đồng Văn là đơn vị kết nghĩa với thành phố Hà Giang trao tặng. Để trồng cây hoa mai anh đào hiệu quả, thành phố đã lựa chọn thôn Cao Bành, xã Phương Thiện để triển khai. Bởi thôn Cao Bành có khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp để cây hoa mai anh đào phát triển. Đồng thời, thôn Cao Bành cũng là nơi có cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi, là địa điểm du lịch hấp dẫn, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng nhân dân thôn Cao Bành đã tiến hành trồng 600 cây hoa mai anh đào tại trụ sở thôn Cao Bành, các tuyến đường và khu vực điểm nhấn của thôn. Sau khi buổi phát động trồng cây hoa mai anh đào, các đồng chí lãnh đạo đã đi kiểm tra vườn chè cổ thụ của thôn Cao Bành, xã Phương Thiện. Hiện nay thôn Cao Bành có 85 hecta diện tích chè, trong đó có hàng chục hecta cây chè cổ thụ có tuổi đời từ 100 năm trở lên, được phân bố ở độ cao trên 1.000 mét. Hàng năm cây chè cho thu 3 vụ với sản lượng chè khô đạt gần 7 tấn, mỗi vụ bán được hơn 1,2 tỷ đồng. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đề nghị người dân tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và trồng mới thêm diện tích đất còn trống, cùng với đó tiếp tục quảng bá về chất lượng chè cổ thụ sạch để nâng cao giá trị của cây chè cổ thụ.